Kính thưa quý vị, ngày hôm nay cũng như thông lệ bao nhiêu ngày khác, quý vị đã đến với câu lạc bộ Giai điệu của Nguyễn Hữu Thương. Chúng tôi luôn có những phần quà để gửi tặng cho quý vị, bên cạnh có những phần quà về vật chất và phần quà về tinh thần. Nhưng ngày hôm nay cũng là một ngày đặc biệt, chúng tôi lại có một món quà, đó là món quà tinh thần đầu tiên nhất để tặng cho quý vị. Và thưa quý vị, và ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng chào đón món quà đấy qua tiếng hát của một nam ca sĩ mà chúng ta yêu quý, đó là ca sĩ Hùng Mạnh Sa Rớt. Ca khúc được mang tên Một Người Đi Xa, đây là một sáng tác nổi tiếng của cố nhạc sĩ Trúc Phương. Ngay bây giờ xin mời quý vị chúng ta cùng lắng nghe ca khúc này và một tràng vỗ tay thật lớn để chào đón tiếng hát của ca sĩ Hùng Mạnh Sa Rớt ạ. Hùng Mạnh Sa Kê Ta Đi Ớt kính trân trọng thân gửi lời chào đến khán thính giả. Sau những lần gối mỏi tìm cuộc vui tàn từng đêm, những lần hồn ngủ mê dưới mắt dài nhẫn một đêm, nay đã trôi theo ngày quên từ khi biệt đóng tròn cho đời mình. Tôi lớn dần, lớn dần bởi tình yêu và hờn căm, bởi lời buồn quê hương khóc trăng đêm hơn 10 năm. Nên chả vui cho người vui và trả mặt, mắt dài đêm giá đời. Nặng vai ba lô khi chuyển quân qua áo thương, lạnh đầy hơn một lần gian nan giữa giờ phố phường, ngủ tròn trong mơ đêm hương gian. Mình đi khi nước đau chẳng thở than. Tôi muốn gửi những hình ảnh đời tôi và bọn tôi, những người trẻ hôm nay đến những thương yêu hậu phương. Xin nhớ nhau như tình nhân nhớ lúc người ta chưa về. Sau những lần gối mỏi tìm cuộc vui tàn từng đêm, những lần hồn ngủ mê dưới mắt dài nhẫn một đêm, nay đã trôi theo ngày quên từ khi biệt đóng tròn cho đời linh. Tôi lớn dần bởi tình yêu và hờn căm, bởi lời buồn quê hương khóc trăng đêm hơn 10 năm. Nên trả vui cho người vui và trả mặt, mắt dài đêm đã rời. Nặng vai ba lô khi chuyển quân qua áo thương, lạnh đời hơn một lần gian nan giữa giờ phố phường, ngủ tròn trong mơ đêm thương gian. Mình đi khi nước đau chẳng thở than. Tôi muốn gửi những hình ảnh đời tôi và bọn tôi, những người trẻ hôm nay đến những thương yêu hậu phương. Xin nhớ nhau như tình nhân nhớ lúc người ta chưa về. Xin nhớ nhau như tình nhân
tình nhân nhớ lúc người ta chưa về. Cảm ơn tiếng hát của ca sĩ Hùng Mạnh xa rất nhiều. Vâng thưa quý vị, và bây giờ cho phép tôi trân trọng kính mời các ca sĩ, các nghệ sĩ, các anh, các chị và các bạn chúng ta cùng lên sân khấu để chụp chung với cả chủ câu lạc bộ chúng tôi một tấm ảnh lưu niệm đánh dấu sự kiện đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay ạ. Trân trọng kính mời các ca sĩ, các anh chị ạ. Vâng ạ, xin mời những người bạn của anh Hùng đâu ạ. Xin mời các ca sĩ, các bác ở phía dưới đang ở dưới đây lên sân khấu đi ạ. Thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày hạnh phúc lớn nhất đối với câu lạc bộ chúng tôi, bởi vì ngày hôm nay có rất nhiều các anh các chị từ khắp mọi miền của Tổ quốc đã về đây để chung vui với đại hội nhạc hội số 53, và đặc biệt đó là những người bạn thân của ca sĩ Hùng Mạnh đã về đây để chúc mừng cho câu lạc bộ, và mong muốn rằng tất cả các anh chị hãy yêu mến câu lạc bộ chúng tôi nhiều hơn nữa và dành nhiều tình cảm hơn nữa để câu lạc bộ chúng tôi mãi là những người bạn chia sẻ đồng hiệu, đồng hành và giao lưu. Quý vị, quý vị có những niềm vui nỗi buồn nào không biết chia sẻ với ai, hãy đến câu lạc bộ chúng tôi, hãy mang những ca khúc của mình để chúng tôi là những người luôn luôn lắng nghe và những người luôn luôn thấu hiểu quý vị. Vâng ạ, xin mời hai anh ở dưới lên đi ạ. Vâng, anh ơi, lên đây chụp ảnh với cả mọi người đi anh. Anh Điền ơi, xin mời chị gái áo đen lên sân khấu đi ạ. Tình cảm, tình yêu, tình bạn bè chúng ta mãi không bao giờ thay đổi. Dù ngày mai cuộc sống có như thế nào, thời gian có thay đổi, thì tình bạn chúng ta mãi mãi keo sơn gắn bó. Câu lạc bộ xa nhiều kết nối yêu thương. Xin cảm ơn tất cả các ca sĩ, các nghệ sĩ rất nhiều.